Bây giờ con với trâu đã là bạn của nhau rồi đó. Con còn thấy trâu hung dữ nữa hay không? Dạ không, cưỡi trâu thích lắm ngoại ơi. Ước gì trên thành phố con cũng có một con trâu dạy cưỡi đi học thì quay biết mấy luôn á. Nếu mà con mang trâu lên được thành phố thì ngoại cho con một con này đó. Hả? Thật không ngoại? Có đồng hồ xuyên không này thì tụi con có thể dễ dàng mang trâu lên phố rồi. Tèn tèn tèn. Vậy con mang trâu lên thành phố nha. Đi nào bạn trâu. Anh Kem nhớ cho trâu ăn cỏ và tắm nó mỗi ngày nha. Ừ, anh biết rồi. Trâu là bạn của anh mà. Anh sẽ chăm sóc trâu thật là tốt luôn. Tạm biệt ngoại với bông. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Wow, Kem cưỡi trâu đi học kìa. Thích quá. Wow, nhìn oai ghê. Kem ơi, cho mình cưỡi trâu với. Mình nữa. Ủa, mà chỗ ba có sao không ta? Chắc không sao đâu, đúng không trâu? Các bạn sẵn sàng chưa? Mình tới trường thôi trâu ơi. Con trâu kìa ba. Ủa, trâu ơi, đèn đỏ thì phải dừng lại chứ. Em ơi, mình sợ quá. Cho mình xuống đi. Mình nữa. Mình không cưỡi trâu đi học nữa đâu. Đi bộ an toàn hơn á. Trâu ơi, trâu ngoan, bình tĩnh đi bạn. Không sao rồi. Chắc trâu mới lên thành phố, chưa quen xe cộ ở đây thôi. Con chào chú cảnh sát. Chào các con. Cho chú hỏi, con trâu này là của ai vậy? Dạ là của con. Nhưng chú cảnh sát ơi, trâu hiền dữ lắm. Con chỉ cưỡi nó đi học thôi à. Chú đừng bắt trâu của con nha. Chú biết trâu bò đều rất hiền lành, nhưng trong thành phố không được chăn dắt trâu bò, đồng thời không được sử dụng trâu bò làm phương tiện vận chuyển, vì nó sẽ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Do con cưỡi trâu bò đi học nên khi nãy mới gây náo loạn đường phố, đúng không? Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ dắt trâu về liền. Trâu ơi là trâu. Mẹ ơi. Mẹ đây. Trâu ai thả lung tung như vậy? Nguy hiểm quá. Để mẹ báo công an. Mình đi khắp thành phố mới tìm được ít cỏ tươi cho trâu nè. Ăn đi trâu. Chắc bạn đói lắm rồi phải không? Ừ, không cưỡi trâu đi học được, cũng không dắt trâu ra ngoài được. Vậy giờ mình phải nhốt trâu ở nhà sao Kem? Bị nhốt vậy chắc bạn ấy sẽ buồn lắm. Ở thành phố cũng không có sông hồ cho trâu nghịch nước, không đủ cỏ cho trâu ăn, không có cánh đồng cho trâu cày cấy. Mình thấy trâu ở quê với ngoại và em Bông sẽ vui hơn nhiều á. Mỗi loài đều có một môi trường sống thân thuộc và mình cần tôn trọng điều đó Kem ạ. Mình nghĩ bạn nên đưa trâu về với làng quê. Đó mới là nơi nó thuộc về. Dù cô nói đúng đó Kem. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm.